Hổ Quyền là một đấu trường được xây dựng dưới thời nhà Nguyễn. Hổ Quyền được dùng để tổ chức những trận tự chiến giữa voi và cọp cho nhà vua, đình thần và dân chúng xem. Đồng thời, luyện tập cho voi quen với không khí chiến đấu lúc lâm trận. Trường đấu Hổ Quyền được xây dựng năm Minh Mạng thứ 11, năm 1830, ở gần đồi Long Thọ, thôn Trường Đá, làng Nguyệt Biều, xã Thủy Biều, thành phố Huế, nay còn gọi là Thừa Thiên Huế. Hổ Quyền là một đấu trường lộ thiên hình vành khăn. Hổ Quyền được kết cấu bởi hai vòng tường thành hình tròn đồng tâm. Vòng trong cao 5,90m, vòng ngoài cao 4,75m. Cả hai vòng tường cộng với dãy đất ở giữa tạo thành một bề dày 4m ở đỉnh và 5m ở chân thành. Mặt trên của dãy đất cao bằng vòng tường ngoài, tạo thành con đường chạy vòng tròn, đường kính lòng chảo là 44m. Chu vi tường ngoài 140m. Khán đài vua ngồi quay mặt về hướng nam, đối diện với khán đài vua ngồi là 5 chuồng cọp và hệ thống các cửa gỗ được đóng mở bằng cách kéo dây từ trên xuống. Ngoài ra, có một cửa vòm lớn dành cho voi ra vào chiến đấu, rộng 1,90m, cao gần 4m, có hai cánh lớn, bản lề bằng đá. Trước khi Hổ Quyền được xây dựng, thì dưới thời các chú Nguyễn, trò tiêu khiển này được tổ chức tại cồn Giả Viên trên sông Hương. Dưới thời Gia Long, có một trận đấu giữa voi và hổ. Con hổ quá dữ và đầy sức mạnh, nó đã bứt đứt dây cột, nhảy lên đầu voi, tát ông này rớt xuống. Ông này liền bị voi giẫm chết tại chỗ. Con cọp dữ này còn làm nhiều binh sĩ bị thương và gây cho vua Quang một phen khiếp đảm. Đến thời Minh Mạng, vua Ngự Thuyền Rồng xem một trận thư hùng giữa voi và hổ ở bên bờ bắc sông Hương. Trong khi giao đấu, chú Sơn Lâm bất ngờ bứt được dây trói, nhảy xuống sông, lao về phía thuyền rồng. Quan quân vệ binh hốt hoảng, mặt cắt không còn hột máu. Vua Minh Mạng lúc đó không có vũ khí trong tay, liền vớ vội cây sào chống trả và đẩy lùi con thú dữ. Sau trận đấu hổ thất kinh đó, nhà vua mới xuống chiếu xây dựng Hổ Quyền vào năm sau, năm 1830. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay thì tiếp tục cái hành trình của mình. Nhà cô bác quý anh chị thì hiện nay Bùi Hồ cùng với lại anh Phụng đang có mặt tại cái nơi gọi là đấu trường La Mã của Việt Nam, đó là Hổ Quyền. Theo một số tài liệu ghi lại thì Hổ Quyền nơi đây là nơi chiến đấu của hổ với lại voi, đúng không? Đúng rồi. Nơi diễn ra các cái cuộc đấu giữa voi và hổ. Dạ, em đọc được một số sử sách ghi lại á, thì ngày xưa để rèn luyện cái tính chiến đấu cho voi thì người ta sử dụng hổ làm cái con vật để mà chiến đấu, và hổ cũng là một cái con vật cúng tế. Và mỗi khi mà chiến đấu giữa hổ và voi thì hổ là con vật mà phải chết để dùng để tới các thần voi. Linh, đúng không anh? Trước khi voi xuất trận. Dạ. Thì bây giờ để tìm hiểu về Hổ Quyền này, mời cô bác quý anh chị cùng theo anh Phụng ở Huế này. Anh Phụng là người địa phương Huế luôn, cô bác quý anh chị. Sẽ vào Bùi Hồ đi qua đấu trường này nha. Ở đây hôm nay thì đến đây thì gặp cái này rất là giàu khá lại à. Không, mình đi bên này. Đi bên này. Ở đây là cổng chính nè. Đây là cổng chính hả? Nhưng mà giờ này là nó không làm việc, nó khóa rồi. Do đó là mình không có vào được cổng chính này được. Dạ. Mình chỉ có thể là đi lên bậc cấp ở phía bên này. Ở đây trước kia là nó có một cái ngôi nhà, nhưng mà bây giờ là giải tỏa luôn rồi để lấy diện tích này. Đây, mọi người có thể thấy là cái tường, cái vòng thành, đây là một trong những cái vòng thành của Hổ Quyền. Đây là vòng thành ngoài. Em được biết là nó đây là theo hình tròn vắt khăn, đúng rồi. Và nó có hai hình tròn đồng tâm với nhau, đúng rồi. Hôm nay thì họ lại khóa rồi, nhưng mà hai anh em chắc cũng phải đến đây thì cũng phải khám phá ha. Rồi, em cảm ơn ạ.
Ở đây bao nhiêu bậc như thế này? Cái này thì mình cũng không có đếm kỹ, nhưng mà độ dốc thì nó cũng bình thường, nó cũng leo lên cũng không có mệt lắm. Ở đây thì là cái khu vực mà vua với quan lại đó, đứng để mà quan sát ở phía dưới. Nó quay về phía bắc ha. Đúng rồi. Theo một số tài liệu ghi lại đó thì cái hổ quyền này được xây dựng trước đây thì không có cái này. Sau này mới trong thời Nguyễn sau này mới xây, lý do là để có cái độ an toàn. Đúng rồi. Trước kia thì cuộc đấu giữa voi và hổ là nó diễn ra ở cái cồn Giả Viên. Dạ. Là cái cồn thiên nhiên thôi chứ không có bờ thành. Nhưng mà do là thiên nhiên, do đó là nó xảy ra những cái tai nạn không có như ý muốn, và thấy cái mức độ an toàn nó không cao như vậy là cuối cùng là phải cho xây dựng một cái đấu trường như thế này. Đấy thì như Bùi Hồ và quý vị đã thấy thì cái vòng thành nó có hai vòng thành. Cái vòng thành trong thì nó cao hơn cái vòng thành ngoài. Dạ. Đây là vòng thành cao. Ừ. Vòng thành ngoài nó cao hơn, vòng thành ngoài nó thấp hơn. Thì vòng thành trong nó cao 5m8, còn vòng thành ngoài thì nó cao 4m75. Đấy. Mà cái sự việc anh mới vừa nói á thì nó xảy ra vào cái thời vua Minh Mạng. Đúng rồi. Đó. Như quý vị có thể thấy là bây giờ hiện tại thì cái hổ quyền đã được trùng tu rồi. Lúc trước là nó không có cái bề mặt xi măng trét như thế này. Đó, những cái bề mặt như thế này. Ồ, là gạch, toàn bộ là gạch. Ở nơi nào là nơi vua lên anh? Ở lúc cái phía bên kia. Cái phía bên kia, bên ngắt dòng này đi. Đây là một cái chuồng hổ không anh? Đây là giống như là một cái đồng bẫy vậy. Quý vị cứ tưởng tượng là người ta sẽ nhốt hổ ở trong này. Đây. Ở đây nó, nếu như mà quan sát kỹ này, bây giờ lên đây để mình quan sát kỹ hơn này. Đây là nơi là để mình quan sát phải không? Đúng rồi. Ở đây là người dân tới coi, quan lại thì coi, còn vua là nằm bên kia. Vua sẽ đứng bên kia. Hướng bắc ha. Đúng rồi. Ở đó là có quý vị mọi người có thể thấy là cái chuồng mà cao đó. Đó. Cái chuồng mà cao, cái cửa dài đó là chuồng voi. Là con voi. Còn mấy cái chuồng nhỏ phía dưới là để cho mấy con hổ. Vậy là một chuồng voi và bốn chuồng hổ. Đúng rồi. Bốn chuồng hổ, có 5 chuồng, còn bên đây. Bên đó là cái cổng chính. Cái cổng chính để voi đi ra, đi vô. Đấy. Thì ở đây là nó có mấy cái đồng rọc như thế này. Đấy. Thì thời xưa là người ta sẽ nhốt con hổ ở trong cái lọc này. Cái gỗ này rất là dày và không có thể thoát ra được. Thì khi nào mà có tín hiệu thì bên này sẽ đè cái rồng rọc này xuống, dở cái cửa ra thì cái cửa nó sẽ lên. Dạ. Cái cửa nó sẽ lồi lên và từ đó thì con hổ nó sẽ xông ra để chiến đấu. Bên kia voi nó cũng tương tự, mà hổ thì lại vuốt móng với lại mài găng, nên thành thử là hổ thì nó không thể nào nó chiến đấu được. Nói chung là nó không có nguy hại gì đến cho voi cả, bởi vì là người ta sẽ tỉa cái móng đi rồi. Và cái răng của nó là sẽ bị niên lại rồi, không có cắn được. Vậy đây là cuộc chiến đâu có công bằng đâu. Thì biết là không công bằng, nhưng mà nó muốn rèn luyện cái tính chiến đấu của voi, do đó là mới dùng đến cái đó. Mà hơn nữa là nó mang cái tính giải trí chứ cao lắm. Vì lúc đó là thời đó là không ngoài xem hát với ca kịch ra thì vua chả còn cái thú vui nào khác. Nãy giờ là mình đi qua ba cái chuồng đấy. Vậy là em hiểu rồi, ngày xưa là vậy là mỗi một cái chuồng như thế này nè là có một cái đòn bẩy. Đúng rồi. Và cái đòn bẩy này có nhiệm vụ là mở cái cánh cửa lên. Đúng rồi. Những cái cáp này, cái cáp bên này nó sẽ nối với cái cửa phía dưới. Dạ. Đó. Và bên này nó sẽ nối một cái cục đá rất là nặng. Khi nào mà ở đây ví dụ như người ta cột cái cục đá ở đây, mà nếu như người ta muốn mở là người ta lăn cục đá xuống là cái cửa nó sẽ mở ra. Nhưng mà bây giờ thì cái cục đá đó nó không còn nữa. Cái chuồng này cao ghê luôn á. Rất là cao. Đúng rồi. Cái chuồng này nếu như mà nó cao khoảng hồi nãy mình nói cái thành là cao 5m9. Thì ở ngoài này cao 4m7 thì cái chuồng này, thành này cao khoảng 4m. Và những cái thanh gỗ này được dựng rất là
sắt rất là kiên cố và nó rất là dày luôn. Dày, rất và là dày. Mọi người có thể thấy được là mình đứng lên đây nó không có nhúc nhích gì hết trơn á. Đúng rồi, mình không có thoát nổi những cái cái nè. Ở Bùi Hồ quan sát kỹ ở phía ngoài kia nó cũng có một cái cửa nữa. Đó, cái cửa đó là để hổ đi vô. À, cửa nhỏ. Đúng cái rồi. Cánh cổng nhỏ ha anh ha. Cái cổng đó là nó bằng cái cổng của bên trong luôn mà. Là để cho đi vô xong rồi khi nào mà đấu là nó sẽ mở bên cái cửa. À. Mà cái này là làm bằng cái này là gỗ hiếm, gỗ quý. Bây giờ theo thời gian thì mưa gió nó hư hại bớt rồi. À, cái này là trước đây vẫn vậy chứ không phải là phục dựng ha. Đúng rồi, cái đó là nguyên gốc của nó. Và em nhận thấy hồi sớm giờ được mỗi khi đi qua đây thì có một cái bậc như thế này. Hình như những cái bậc này là cho quan lại nè. Đúng không anh? Quan lại với người dân, người dân đứng coi. Và những người mà coi ở đây chủ yếu là quan ở triều đình thôi. Chứ nếu như mà dân thường thì chắc không thể nào coi được, tại vì ngồi coi bên kia vua thì nhìn qua. Đúng rồi. Em nhận thấy là khi mà vua thì chọn cái thế rất là đẹp. Đó là cái hướng bên kia nhìn qua thì cái chuồng nó nằm phải đối diện bên đây. Sẽ thấy voi và hổ. Quan sát voi và hổ chạy ra. Chạy ra luôn. Mà nhìn những cái mình giống như là một cái gọi là cái lò nung. Nhưng mà trong những cái mà em đã đọc được đó thì ở Ý nó có cái đấu trường La Mã cũng giống vậy thôi. Đúng rồi, nó cái kiến trúc thì nó khá tương đồng với đấu trường La Mã, tuy nhiên nó nhỏ hơn nhiều. Nó nhỏ hơn đấu trường La Mã hơn nữa là đấu trường La Mã thì nó có cái vòm. Còn bên này nó thuộc về tự nhiên. Thì như Bùi Hồ với quý vị đã thấy thì cái gạch này nè. Đó, cái gạch mà xây lên cái thành này nè, nó rất là bền. Gạch nung ha. Gạch này nung thời xưa mà gạch nó miếng vuông như vậy nè. Đó, từng miếng vuông mà nó rất là dày. Đấy, chứ không phải là giống như là cái gạch tuy nen của mình hiện tại đâu. Bởi vì mà ngay cả cái vấn đề mà gắn kết các cái viên gạch lại với nhau không là thời xưa là nó dùng chất liệu khác chứ không em phải thấy thì... ngày xưa là triều Nguyễn là người ta dùng bằng chất hợp chất ô vước. Đúng rồi. Ở cái nơi mà vua xem này, là gọi là cái nơi rộng nhất trong cái đây gọi là cái khán đài dành cho vua và quan. Thì vua chắc bắt kiệu ngồi lên đây quá. Đúng rồi. À, lên đây nãy mình với lại anh Phụng có ở đây đó thì nhìn qua bên kia là mình nhận thấy ở bên kia gồm có 5 chuồng. Thì trong đó có 4 chuồng thấp và 1 chuồng cao. Thì đó là nơi của một con voi, một con hổ. Để mà một con voi như vậy đấu với 4 con hổ thì phải. 4 con hổ hả? Nói chung là nó không phải đấu một lần. Tức là cái con này nó kiệt sức nó chết là sẽ có con khác nó đi ra. Dạ. Nói chung là một đấu một thôi. Nhưng mà nó làm 4 chuồng hổ như vậy là để làm cho sức của con voi nó mạnh lên. Càng mạnh lên. Đấy. À, họ nói rằng là cái con hổ á, thì khó thường phục mà rất là mạnh. Đúng rồi. Cái khả năng mà chiến đấu của hổ á, nó rất là cao. Rất là mãnh liệt và nó có những cái đòn đánh rất là hiểm. Mà trong khi đó thì voi là một cái con vật mà chậm chạp nhưng mà lại có sức mạnh. Có sức mạnh. Nó có thể chịu đựng được lâu. Đúng rồi. Nên thành nữ là họ ghen cho con voi cái tính gọi là cái tính gọi là cái sức bền đó. Sức chiến đấu đó. Sức bền đó. Ừ. Tức là làm sao để cho nó có những cái chiêu thức giống để nó tránh lại những loài động vật nguy hiểm như hổ. Ở trong này là một cái nền đất luôn ha. Nhìn cái nền đất này đẹp ghê á. Cái nền đất và nó được phủ bằng cỏ. Cỏ tự nhiên. Và ngày thường hôm nay á thì mình với lại anh Phụng á không có vô ở dưới cái sân này được, tại người ta không có cho tham quan. Ở đó em nhận thấy mà 5 cái cây mà cái đòn bẩy đó để mà kéo cái cửa sắt lên á. Đúng rồi. Là cực kỳ nặng chứ không phải là một rất cái chuyện đơn giản. Rất là nặng. Nên thành thử là mình suy nghĩ trong cái đầu của mình mà cái đội ngũ binh lính ngày xưa á, để mà bẩy được cái cửa lên là chắc khoảng cỡ gần chục người. Đúng không? Rất là nhiều người. Bởi vì nó phải tính đến cái phương án, họ phải tính đến cái phương án là con hổ nó sổng chuồng này nọ nè. Đó. Bởi vì là như mọi người có thể thấy là bên kia nó có một cái cửa. Ở vòng ngoài là nó có một cái cửa, vòng trong nó có một cái cửa. Dạ, nó vô, cho con hổ nó vô chặn ở ngoài lại. Đúng rồi. Chặn ở ngoài lại, đừng ấy ra trên. Đấy. Và bây giờ cái tường thành á, mà khi mà đứng ở trên cái bậc này đó thì nó ngang cái ngực mình. Và rất là cao. Độ an toàn rất là cao. Nó không thể nào mà mình phi lên đây được nè. Khó lắm. Khó. Mà bởi vậy là vua quan thời xưa là cũng gọi là bảo vệ rất là an toàn. Em nói thật với anh chứ chắc có lẽ là nhiều người đi đến Quế này cũng không biết hổ quyền đâu.
không biết cái đấu trường này. Ít người biết lắm. Và kể cả những người dân địa phương ở đây, khi mà em không có xem qua cái kênh Huế review của anh á, em cũng đâu có biết đâu. Em nói trời, Hổ Quyền. Nhưng mà cái tên Hổ Quyền nó không hay bằng đấu trường. Đúng rồi, đấu trường voi hổ. Đấu trường voi hổ nó hay hơn. Một cái clip này Bùi Hồ muốn gửi cho cô bác quý anh chị một cái nơi mà đấu trường lộ thiên, đấu trường của các con vật lộ thiên như thế này mà tồn tại rất là lâu năm. Đến thời điểm này cũng hơn 200 năm nhưng mà khách du lịch đến Huế này họ lại chưa được chiêm ngưỡng cái đấu trường như thế này. Ít người biết. Chắc tại vì cái nơi hoang vắng ở như thế này anh ha. Thì mong video clip này sẽ cung cấp, Bùi Hồ với là anh Phụng sẽ cung cấp cho cô bác quý anh chị một cái nơi rất là hấp dẫn, hứng thú mỗi khi đến Huế này. Tính ra mà nói là bây giờ mình thấy nó trùng tu như thế này nó cũng xấu. Em đếm về 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 15 16 17 18 19 bậc ha. 19 bậc. Họ cây Triều Nguyễn họ lại thích cái số cũ. Số cũ. Gọi là cũ là gọi là mãi mãi đó. Trường tồn. Họ để đây khu vực nguy hiểm, không lên lối này. Nhưng mà hai anh em chưa vô đi lên luôn rồi. Đây gọi là đây gọi là bất chấp nguy hiểm. Gạch này chắc là gạch nung ngày xưa nên rất là kiên cố ha. Gạch này rất là chắc luôn á. Bây giờ thì nó phục vợ nó trùng tu hết gần một nửa rồi. Ủa cái cửa này là cửa chính đi vào để chi đó. Mỗi lần mà chưa có trận đấu thì chắc có lẽ là nơi cái cửa này là họ sẽ trùng tu lại phần cỏ nè. Đúng rồi. Trồng cỏ rồi ban lại cái sân đấu. Tại vì sau khi mà các con vật đấu á thì nó sẽ gây nên cái đấu trường của nó sẽ bị xới đất lên. Thật ra thì trước khi đấu á là vua với quan là sẽ cúng. Là sẽ làm một cái lễ tế ở đây. Dạ. Thì sẽ mở đi theo cái cửa này vô tế trước. Cúng trước. Rồi sau này sau mà khi mà con voi nào á mà nó chiến thắng á thì mà sẽ... em thấy toàn là voi thắng không, hổ đâu thắng. Voi thắng là sẽ cũng sẽ ra cái phía bên cái cổng bên kia. Vậy là cái cổng này là nơi cúng tế trước trận đấu cũng như là cho những cái người mà quản tượng quản hổ rồi đó xác. Họ sẽ làm cái thủ tục đầu tiên rồi quá trình họ đi bảo trì bảo dưỡng các cái vật dụng ở bên trong nữa. Dạ. Thật ra thì cô bác quý anh chị nhận thấy đây nè, đây là cái chìa khóa việt tiệp thì mới đi thôi nhưng mà thật ra cái cây ngắt ngang nè, từ đây thanh này qua thanh này là bằng một cái khúc gỗ rất là to. Bùi Hồ có góc quan sát rất là kỹ luôn. Hai cái này là hai cái cái thanh giống như cái thanh đó. Dạ. Thanh tròn tròn gỗ đó. Ừ, nó phải gác nghe. Nó sẽ gác lại. Tại đâu có cái chìa khóa này đâu. làm nó voi nó không thể phá ra được. Và cái lối đi này là lối đi cũ quan. Quan ngày xưa. Và chỉ có bên nó ngay cả mà cái việc mà xem để thư giãn thì quan đi một bên. Vua đi một bên. Và hình con cá kìa. Hình con cá chép. Có không anh? Cái đầu cá đó. Đầu cá. Đấy thì có thể thấy là bây giờ nó bị tróc mai một rất là nhiều rồi. Không phải là xi măng, gọi là tróc cái gì á. Bây giờ chắc đây còn cửa nè, phải không? Cửa này là cửa này là anh Phụng nói nè. Nói đó. Đó, ở đây nó có một cái cửa cho khán giả coi kỹ cái cửa luôn. Nó rất là nặng luôn. Không lên nổi, nặng lắm. Đó là phía bên trong đó. Ở trong đó có một cái nơi, không biết cô bác của anh chị có thấy không, để đút cái máy vô nó gớt một cái là không còn gì luôn á. Có một cái nơi để mà cho con hổ hay con voi gì đó uống nước, có một cái bệ nước. Đúng rồi đó. Và hai bên này nó rộng hơn, chắc có lẽ là cái người quản tượng hoặc là người quản hổ đó họ sẽ đứng hai bên này. Và khi mà mở cửa ra thì con hổ nó chỉ có việc là nó quay đầu, nó chạy tới thôi. Đúng rồi. Nó không quay đầu được tại vì cái cảnh, cái cổng ngoài sau này nè. Là bị khóa rồi. Bị khóa lại rồi. Đó. Đấy là cái rồng rọc nó nói kia kìa. Đó, cái dây đó. Cái dây đó, nó cái dây là rồng rọc đó. Nói với ở dưới này nè. Nói chung là cửa này sập thì kia kêu mở. Ừ.
mình đi qua coi đây cho nó người rõ. Xưa rất là thông minh. Đúng rồi, cái cửa này là cái cửa đó là cửa cao hả anh hả? Cửa cao. Cửa này là cửa cho con voi ha. Con voi đây là còn cửa hổ. Cửa này cửa con hổ thì nó thấp hơn, nó cao khoảng 1 mét và đây. Nó hình ở trên là hình vòng cung. Cái chỗ uống nước mà có chỗ uống nước đây luôn ạ. Hình vòng cung, bốn cửa nhỏ thì nó nằm ở bên đây. Cửa con hổ thì nó lớn hơn á. Cửa con voi lớn hơn. Cửa con voi lớn hơn, xin lỗi. Ở đây còn cửa đó nè, cửa lớn đó nè. Vậy là có 2 con voi chiến đấu với lại 4 con hổ. Cửa này lớn vậy. Cái cửa bên kia nó bít rồi. Bít rồi. Cửa bên đây người ta mở ra mình có thể là thấy được cái sân cỏ ở trong á. Thôi, video clip của mình đến đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác với anh chị nha. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại.